ha, em quay anh cái máy anh lên coi ha. Máy này làm ở Made in Canada ha, bảo lãnh chất, bảo hành chất lượng ha. Thì shop thì mua là mua cái nhu cầu xài, nhưng mà xài một hai lần thì không có nhu cầu nữa nên để luôn. Thì em quay cho anh là máy còn quá ha, quá tốt ha. Đây quay rất là ngon. Rồi chú chuyển chế độ rồi chú. Đó, cái này quay nhanh nè, nãy quay chậm thì quay nhanh. Chế độ nào nữa không? Này là số máy vô số 2 à. Số 2. Giờ làm lại đi, cho chậm nhất đi, chậm nhất là số 1 nè. Rồi chuyển lên số 2 nè. Số 2 nè. Rồi lên số 3. Số 3 là nhanh nhất nè. Đó. Thì máy này có hai cái miếng trộn ha, cái này miếng này, cái lại cái miếng này nữa. Này chưa gắn vô. Đây đây. Ở đây là ở trong nè. Nay thì cũng mới cáo chưa có xài được, xài con lần một tới giờ. Mấy đầu thợ nó làm biến nó làm nữa. Ở đó luôn này cho anh coi luôn. Này ảnh có hai lò bánh mì mà ảnh mới bán một lò, giờ còn một lò. Đó, giờ thử cái máy này nè. Đó, quay chậm đó. Cái này nhào bột á, trộn. Đó. Số 1. Số 2 à. Đó, của ta này vẫn còn được, máy còn mới tinh mới cấu luôn, xài được có một lần hai lần là chùm mền luôn rồi đó, không có xài đâu, không có nhu cầu. Rồi anh nhìn máy anh cũng biết là máy mới. Máy này Made in Canada thì nó đảm bảo chất lượng. Máy ngoài nó bán lúc Trung Quốc. Rồi. Ok anh vậy.